Đấy, đây là ao nhập nhập ba của mình. Ngoảnh qua cho chị xem, gửi cho chị xem mặt cái. Không có bà lại. Các bạn lại chụp qua đây chụp cái ao nhập. Đấy. Rất sâu nha. Đây chú. Quay. Để em quay mặt chị ở đâu. Đây là cảnh cảnh tú của chúng ta nè. Thôi tua. Tua làm đi. 3 2 1 bắt đầu. Anh chàng đẹp trai nhà chúng ta. Ý là đây. Úi. Ô cái phao. Cái phao đó. Câu gì đó mất phao. Đây cái phao của chúng ta. Nó ra tít ngoài kia rồi kìa. Đấy nó đã trôi đi. Thôi đi câu cá mất luôn cả cái phao. Không quay mà chị đi. À. Dạ à, thấy mặt chị à. Đấy, tú ui. Tổ chim nữa. Đâu? Đây. Đây là một cái tổ chim. Ồ, đây chính là một cái tổ chim rất hay. Đó là một cái tổ chim. Nhìn nó hơi tối tối tí nhỉ. Đây. Tổ chim đây. Đó. Không biết là chim gì nữa. Chim gì à? Chú chim gì á? Chim balakini mà. Cái á? Lần đầu tiên nghe thấy chim balakini ấy à. Cá mập anh em ơi. Cho chị lùi. Cá mập. Cá mập. Đã câu được cá mập, Cá mập, đâu rồi? Cá mập đâu rồi? Cá mập. Ô cực kỳ nặng. Cá mập. Chú mình đang hết sức cố gắng để nhấc được con cá này lên nhưng mà con cá này rất là nặng. Hình như chúng mình đã câu được con cá mập. Wow! Wow, đây là thành quả. Đâu rồi? Chú bắt quân. Đâu rồi? Ngoài nghe đây à. Còn đây là thành quả chú cháu mình đi câu cá. Yeah! Câu được một con cá rất to à. Đó. To lắm các bạn ơi. Chú đi đi ra bắt chim này. Rồi, chú cháu ta sẽ đi về. Và bắt đầu hành trình nướng. Đúng. Đó, đây là con cá. Anh em ta đi về. Đây. Ôi, quay chạy ra nó lưỡi nó cao hơn người con. Anh Tú nhà ta loay hoay. Sao? Xấu hổ. Lần trước chị lên TV chị xấu hổ. Em cá nhà ta dậy. Đó, cá này là cá chim thì phải, khỏe không chứ? Ừ. Đó, em cá chim nhà chúng ta. Chia nó cẩn thận nha. Đây. Ồ, cá này sống nha, chưa chết đâu. Chạy ra Tú, chạy ra. Đây, cái lưỡi câu nó vẫn mắc rồi. Nếu mà chị không muốn quay, chị gửi đến các bạn một lần. Chị nói rất nhiều lời từ nãy giờ. Không. Chị ơi, hãy đi ra để em nhảy con lên. Đó. Con cá này ăn no một miếng thịt rồi. No thật đấy. Đây, bạn cá này. Được một con. To à. Cá chim. À. Đó. Được. Hết mồi rồi. Ok. Rồi tắt video đi. Rồi. Còn bây giờ các bạn đợi mình, đợi chú cháu mình một tí nhặt cá đi. Đợi trong vòng 1 phút. 1 phút. 1 phút là 60 giây, nhưng mà khi đến 60 giây chưa chắc bọn mình đã xong. Nào chú bảo đi. Quay thằng này vào. Cầm đây. 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 Cầm. Đứng lại. Đứng lại, đứng lại. Anh kia ơi, anh này đang ôm một con cá. Đấy là to ạ, muốn chạy bá luôn. Còn đây là bà của mình. Đấy, này bà của mình. Bà đó, chào đó. Mọi người đi. Rồi, đuổi theo anh Tú nè. Vượt không? Theo anh Tú. À, đuổi theo anh Tú nha. À, để về nướng. Extra. Ôi, ta chị bẩn sẵn rồi, cho cả gói nha. Em bẩn sẵn rồi. Đây là bột canh mì tôm gấu đỏ. Ừ. Túi.
cho em hơn một đoạn. Thế em thoa lên đầu nhá. Gội đầu. Cho bạn bạn cá này gội đầu một thẻ. Gội đầu rất cay. Chú có bắt sao đây? Chơi, đây chơi luôn thành quả. Là cho nhiều nhất luôn. Chả ăn gì nữa đâu. Bông hoa rồi. Rồi, rời hết ớt ra ngoài rồi. Đây, cái này cho trong đây. Hấp dẫn quá. Ok, đã xong. Đặt cái này. Lật vào trong cái thau. Không đặt cái cá đi. Để đâu? Để cái này đi. Chú. Cầm cả cây. Đây chính là một cây của bờ trời bá luôn. Chú và hai đồng chí đã đến. Chú ơi, tay con tay lắm. Chú. Còn bây giờ bọn mình sẽ đi lấy củi. Tay con cay quá. Cái ông của trong hai thiền đây. Đây chính là anh Tụt Mini. Mình không bảo cho các bạn một là một, nhưng mà thấy con có rất khổ. Cầm bằng cái cách đau. Mang về chỗ bếp. Đúng rồi. Bây giờ bọn mình sẽ mà thường nướng đi. Luôn ở đây đi. Hả? Nướng luôn ở đây đi. Được. Chúng tôi sẽ nướng ở đây luôn. Bởi vì ở đây nó mát. Em. À. Giờ mình sẽ đi ra giúp cho anh Tú một cái việc rất là con to lớn. Mà không biết to lớn không. Nướng chỗ này. Để luôn đi. Kệ nó. Được rồi. Đẻ ra. Thôi. Việc này rất là dễ. Ô, gai. Các bạn thấy chưa? Gai rất là. Nhưng mà. Kê giấm. Đằng sau bố mình xem nào. Biết đâu lại có. Và đây chính là cái củi thân thiết nhất, tí hoan nhất. Đang quay chú đấy. Chú chấp nhá. Đi đường này này. Đúng rồi. Trong cái miếng này có nhiều củi này. Nhưng mà củi toàn củi gai thôi.
tất cả lôi. Lôi hết à? À, chúng ta cùng lôi một cái cành này về. Nào, đứa. Rồi. Nào, thôi nha. 1 2 3. Từ từ, từ từ. Rồi, lo đi, lo đi. Đây chính là cây củ tôi nhé. Còn không biết cái này có lo được không? Ok, tôi và chị Hiền muốn xây dựng một cái củ rất to. Dàn rất nặng. Ô, cái này chắc chắn chắc không lo được. Không lo được đâu, tụi ơi. Đã thấm mệt. Vẫn dính đấy. Nó chỉ gãy một cành thôi. Nó chui đúng đấy. Kéo hận cái này rồi. Ôi, không gãy. Anh nghe, bật lá đi. Ôi, gì em chưa đặt lên. Mình đã lôi được một cái cây này về rồi. Ghi nó vô cùng nặng các bạn ơi. Bên này thì vô cùng nhiều cây. Từ từ, đi ra đi. Bắt chân qua cổ thôi. Biết không? Thấy má nó cực 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 cực. Thôi với đây. Và mình sẽ cần phải nhờ đến chú của mình. Rất là mạnh rồi. Đây. Ngoài trời thì đây bây giờ đang rất là nắng. Nắng nên mà mình phải xây chỗ mát này. Và chỗ kia là chỗ nướng của bọn mình rất mát. Anh em đâu? Kéo. Đó. Ở đây thì rất nhiều lá vải. Và mình cũng sẽ làm một ít nha. Đó. Coi như là mình cũng có công. À, đây. Đây chính là đống củi của chúng mình. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? To à. Này. To lắm, bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Đó. Đống củi to không? Cao chưa? À. Đây nè, đây chính là anh Tú của nhà ta. Đấy. Nhìn trong phim anh ta rất lùn. À, chúng ta cũng đi làm việc tiếp thôi. Đi lấy bùn. Anh em đâu? Thì là đi lấy bùn để về. Nào chú Thắng quay, đất. Chú quay đi. À, đi lấy bùn. Nào để quay, để quay. Bây giờ mình cùng đi lấy bùn ở dưới ao kia để chú bọc vào con cá. Đi thôi, đi. Chúng ta cùng đi nào. Bùn bằng cái gì ta? Và chúng ta cùng nhau này. Đi nó kéo sau. Thau này cũng có một ít nước. Nước ớt. Đổ đi nha. Đi thôi. Này chưa được mang này đâu. Này chưa được an toàn. Ruộng nào đấy? Ruộng nào thế này? Ra cái ruộng bừa ấy. Cái ruộng bừa rồi á. Đâu? À.
Đi. Chúng ta cùng đi lấy bùn. Và cái bùn này cẩn thận có đĩa nha. Lấy bùn sâu. Đây, đây chú ơi. Tôi nhảy luôn. Nhảy luôn. Anh em bỏ dép ra nha. Xuống đây ạ. À? Nhưng mà hơi nắng. Thôi. Lấy. Lấy. Xuống đây coi bộ thích gì đấy. Em mặc quần cọc. Bùn cứng đấy. Anh em ơi. Lấy bùn cứng. Khoét dưới đây bùn cứng. Sâu dữ. Đây. Do là mình sợ đỉa quá, vừa nãy mình xuống thì có con đỉa các bạn ạ. Nên là nhặt đây. Lên. Thôi cái. Đi. Đây. À không được gì. Đúng. Thế. Còn cái thằng kia này nó ra đây nó ăn kìa. Thì ăn với chứ. Thế chỉ ăn với chơi được đúng không? Ừ. Yeah. Thế nhặt thế này mang nhặt lớn nhặt chỉ ăn với chơi thì nhặt không làm nhật. Thì lấy đâu ra cái ăn với cái chơi chết rồi sắp tắt rồi nhặt có ơi à lá vào, nhặt cũng đỏ đấy mà ăn thì còn kêu cái gì một lá cái như túi bẻ lá cho ăn đấy phải bẻ lá cháy đấy. Nhiều lá mới chết được đấy đây, đây. Đi đứng xem thằng nô đi con. Ờ đúng rồi. Nhưng mà không cháy. Chỉ còn một tí trong kia thôi. Thế rồi cháy rồi anh em cho tiếp. Nhi ra đây Nhi, ra đây không nóng. Nhi ơi ra đây mà bóc ở đây mà. Ra đây. Để về đây Nhi ở đây chơi chị Hiền nhá. Ok baby. Ok baby không cần được mẹ ơi. Bye. À, ở đây nhá. Đi bye luôn Nhi. Bye luôn. Ừ, cái mồm mà thế kia thì nó kêu nào được. Hi hi hi. Nhi. Công đoạn này rất là vui các bạn ơi. Để tối. Tối cũng được miễn là có đồ ăn. Đúng rồi, miễn là có ăn được. Ăn ngay đây luôn. Và buổi tối bọn mình sẽ ăn cơm ở đây. Và ăn xong bọn mình sẽ về. Ở đây luôn. Đâu xem cái. Bao quá. Bao nhá. Ờ, bố xoay đúng chỗ rồi đấy. À vứt à, vứt mẹ xin. Lần trước thì chú cháu bọn tớ rất là cam luôn. Thôi bắt đầu mình đi làm việc đây. Chết rồi, nguy kịch rồi, không đủ rồi à. Đúng rồi, mình vừa phát hiện một tin. Loa chính là củi sắp hết mà. Sorry. Em phải ăn củi nên nó mới vào đấy. Nhưng mà nhìn ngoài thực tế. Đừng chơi trò đấy nha. Chơi trò đấy càng cái lớp càng bay lên dần dần. Ôi cái lớp quay kìa. Rất là nhiều. Rất là nóng luôn. Và rất là nóng luôn. Anh em đâu vác thêm nữa. Đây là thành quả. Chú phải mời đằng mời tất cả mọi người nhé. Mời tất cả mọi người nhé. Ngon đấy. Mời tất cả mọi người nhé.
mời tất cả mọi người ăn nha. Quê rồi chị ăn quá. Ăn chiều nha. Chết rồi. Chết rồi. Thôi cả. Ui ui chết chìm cái gì rồi. Nên ngồi đàng hoàng với nhau đi. Và bây giờ mình sẽ thưởng thức món cá nha. Mình lỡ tay làm rơi, ăn là phê. Đây là con cá. Con cá siêu cay. Cá siêu cay cay. Đây. Ngon. Mời mọi người ăn nha. À. Ngon cực. Sau bao nhiêu ngày phê các bạn ơi. Phê. Ngon. Nó ngon mới lạ. Ngon quá đẩy. Ơt này. Ôi trời. Ơt này. Trời ơi. Ớt hả? Ơt này. Tôi cả ăn luôn. Vứt sườn ra. Sao đâu. Mình vừa ăn no không muốn tắm. Để tí nữa mới tắm rồi đó. Tắm luôn chớ đấy. Một lúc ăn 15-20 phút. À. Ăn không? Đây là em bé 1 tuổi cũng ăn cá. Nhưng mà lấy chỗ không cay thôi. Để chị bón cho ăn. Sơ mini đó. Ủa, chơm miếng này mới gọi là ngon này. Nhi. Cái gì không biết được. Nước cá. Đầu bọn mình vứt sang một bên. Bộ đầu mắt lôi mắt rồi. Chiếc mắt này là của chị thì dùng đổi đo không phải nhằn nho. Ngồi ở chỗ này khổ thế chứ nị. Đời chỉ là thế thôi. Khổ trước sương sau thế mưa giàu. Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu. Giàu trước khổ sau thế mới đau lòng. Khi xa cơ không còn ai. Khi mình đã có